Tội quán là tội dám rình tiên nữ tâm. Hả? Bồi đúng là trần gian. Nhiều bể khổ. Dọn đi chú. Gặp lại. Trời bên nhau anh vẫn thường nói trọn đời bên em yêu em mãi thôi dù cho ngày tháng không thay đổi. Ở đây là đâu vậy? Nhà hoang. Nó còn dướng đâu trên mây à, quạt này là quạt dởm nè. Vậy cô mới đã. Anh Long. Em nợ bắn chồng của em sao? Đi lên cho mày lộn nè. Lộn con. Lộn nữa. Dù con có làm 100 việc tốt đi nữa mà làm về cá nhân cũng không bằng con làm một việc mà xuất phát từ trái tim của con. Trần gian nhiều cám dỗ quá. Mày chạy đâu bắn. Không sao không được. Tiếng gió. Tạo ý nghĩa. Lạ lắm rồi, nó quỳ xuống. Quỳ xuống. Quỳ xuống. Quỳ xuống, quỳ xuống. Tội phạm làm thân tình. Ta dùng tên này ta ấn tượng lắm đó. Thưa các anh có biết nó tội gì vậy không? Dạ. Tội quán là tội dám rình tiên nữ tâm. Hả? Trời ơi. Tiên nữ tâm. Mày làm kinh động Ngọc Hoàng. Muốn lọt xuống trần gian luôn à. Mày rình tiên nữ tâm. Quỷ, sao mày không rủ tao? Dạ không phải. Ê, ý của thần như thế này, nó không rủ thì làm sao mà biết mà ngăn cản nó? Bây giờ
Các khanh cho ta biết phải xử tên này như thế nào. Đúng. Đúng. Phải xử thôi. Nó đã phạm vào một cái tội rất là nghiêm trọng ảnh hưởng đến thiên đình. Ông giỡn ra đi. Chiếu theo điều luật của thiên đình là ngươi sẽ bị xử. Chết cha, cái này chưa có bổ sung Ngọc Hoàng ơi. Được rồi, chưa bổ sung ta sẽ bổ sung. Dạ. Nhưng mà không ai xử tên này. Ngươi có trách nhiệm xử nó. Đúng rồi. Ông khóc rồi, tội ông quá. Khổ tâm lắm, khổ tâm. Khó nhất là xử người nhà. Đúng. Ta hiểu, con hiểu anh. Có gì đau khổ cho bằng. Anh phải xử con cháu con mình. Xử. Kêu xử. Mưa hả, mưa hả? Mưa đâu mà thiên đình làm cho có mưa. Ta đứng đây đâu có mưa được. Xử đi. Xử rồi lát khóc sao. Thưa Ngọc Hoàng, có ta. Thưa các bạn đồng nghiệp, có các anh đồng liêu, đồng liêu. Tôi cũng nhắc Ngọc Hoàng nữa. Dạ, kính thưa quý vị, không có gì khổ cho bằng chính mình phải xử con cháu của mình. Đúng mà. Nó đã dám rình tiên nữ tắm là tội đất nặng nề. Đúng rồi. Bây giờ bắt nó tắm để cho người ta. Ông xử cũng như không à. Bắt hắn tấn cho người ta rình lại. Bảo đảm là mua thuốc nhỏ mắt chắc luôn đó ông nào. Giúp cho cái thuốc nhỏ mắt bán chạy đó mà. Sự cho quốc quỳ vốn. Còn đau khổ nữa không? Đâu đau khổ đâu. Mắc cỡ đó. Cỡ đó. Mắc cỡ. Và bẩm Ngọc Hoàng. Nói đi. Tôi thấy cái tội này nó cũng không có gì lớn lao. Nên vậy mình đừng làm cho nó lớn chuyện lên. Đúng. Nó đơn giản thôi. Hắn đi rình người ta tắm bằng hai con mắt thì mình móc hai con mắt nó ra. Trời ơi, ác quá. Ác quá đi. Ông là tiên mà ác quá. Dạ bẩm Ngọc Hoàng. Nói ta nghe. Có ý kiến. Nói đi. Con mắt của người ta là cửa sổ tâm hồn. Đúng, đúng rồi. Không lẽ mỗi lần người ta đạp sinh là chặt chân sao? Đúng, đúng. Theo ý của thần. Sao? Ta nên chặt hai cái chân của nó đi. Trời ơi. Ông ác như người ta, ông la cái gì? Ông cũng vậy. Ông nói người ta xong rồi ông cũng vậy. Ông thật là giả tâm. Mình là các chư thần thì không nên xử tội hắn nặng như vậy. Đúng. Và bấm Ngọc Hoàng. Nói đi. Theo ý của hạ thần, ta phạt hắn là suốt đời không được tắm. Để cho hắn nổi ghẻ tùm lum, cho hắn biết thế nào là lễ độ đó Ngọc Hoàng. Không được. Ô quê, ô quê. Bình tĩnh, ông bình tĩnh. Có chuyện gì, ông cứ bình tĩnh. Thôi về. Quỳ xuống. Không có Ngọc Hoàng nghe sợ. Ngọc Hoàng đang xử. Ngọc Hoàng đâu? Phạm tội kia quân. Ngọc Hoàng đâu? Ủa, Ngọc Hoàng đâu? Ủa, đâu rồi? Ủa, đâu rồi? Ra đi. Ổn chưa? Ổn rồi. Thằng nghe nó la nó khóc quá. Trời ơi, sợ gì? Ngọc Hoàng sợ gì? À, đúng rồi. Ngọc Hoàng mà sợ gì? Ta không có sợ đâu. Đừng có la mà tưởng ta sợ. Nói gì? Muốn gì? Nói đi! Hả? Nói đi! Nói! Kính thưa Ngọc Hoàng, thương mến ơi. Trời ơi, nổi da gà nhỏ, im lặng hả? Cái này luật bù trừ mà. Hồi nãy nó dư, giờ nó đủ rồi đó. Cái tội của thằng này là phải đài nó xuống trần gian, cho nó làm trâu, làm ngựa để người ta cởi nó. Không! Ta sẽ đài nó xuống trần gian. Nhưng không làm trâu ngựa, mà là làm con người. Con người đi, hiểu chưa? Mà con người phải tốt. Phải tốt thì hiểu chưa? Ta ra lệnh cho ngươi. Dạ. Giám sát nó. Dạ. Nếu nó tốt thì ngươi dẫn nó về đây. Dạ. Còn không thì ngươi cho nó đi múc chỉ. Bây giờ ta tuyên bố phải. Chưa. Liên quan nữa, còn liên quan nữa. Phải gì? Đúng rồi. Tiết kiệm cái tật ăn hoài ở đó ăn riết mà rau vừa cỏ mà không giống ai hết, ăn hoài. Ta ra lệnh hôm nay cuộc họp ở đây bãi trào.
Chuyện bao năm về trước, tôi là trẻ mồ côi, cha mẹ tôi đâu rồi, cậu mang về ở dậy nuôi tôi. Cậu tôi vui tính lắm, làng trên xóm dưới ai cũng thương, biệt danh ông Ba Lục Bình, sống nắng tình nắng nghĩa là hơn. Khi tôi lên 19, nhìn kỹ cũng bánh bánh trái, ông sai tôi làm hoài, làm thì làm mà chẳng tới đâu. Ông rượt tôi, ông đánh, chứ đánh tình đánh dạy cho mày nên. Mai mốt tao có chết đi rồi thì ở một mình, mày sống làm sao? Rồi thời gian qua cậu tôi cũng già theo năm tháng. Vì mày lo cho đứa cháu cưng mỗi ngày một lớn. Trời ơi mày không lo làm mà ngồi nói nhảm cái gì đó, không nghe lời tao, tao rượt tao đánh nửa bay. Cậu ba ơi nay con đã lớn khôn rồi. Mày có biết không, cậu lo cho mày mau ăn chóng lớn, để cậu được nhẹ nhàng thanh thản ra đi. Đừng buồn cậu ơi, con thấy cậu còn bảnh lắm mà. Sao mày không nghe lời cậu dạy mà suốt ngày cứ liễu lòng ăn chơi. Dù không ăn nặng đẻ đau nhưng tao không hoàn, hơn 20 năm tao gà trong núi mày. Chuyện bao năm về trước, tôi là trẻ mồ côi, cha mẹ tôi đâu rồi, cậu mang về ở dậy nuôi tôi. Cậu tôi vui tính lắm, làng trên xóm dưới ai cũng thương, biệt danh ông Ba Lục Bình, sống nắng tình nắng nghĩa là ngân. Khi tôi lên 19, nhìn kỹ cũng bánh bánh trái, ông sai tôi làm hoài, làm thì làm mà chẳng tới đâu. Ông rượt tôi, ông đánh, chứ đánh tình đánh dạy cho mày nên. Mai mốt tao có chết đi rồi, mày ở một mình mày sống làm sao? Khi tôi lên 19, nhìn kỹ cũng bánh bánh trái, ông sai tôi làm hoài, làm thì làm mà chẳng tới đâu. Ông rượt tôi, ông đánh, chứ đánh tình đánh dạy cho mày nên. Mai mốt tao có chết đi rồi, mày ở một mình mày sống làm sao? Khi tôi lên 19, nhìn kỹ cũng bánh bánh trái, ông sai tôi làm hoài, làm thì làm mà chẳng tới đâu. Ông rượt tôi, ông đánh, chứ đánh tình đánh dạy cho mày nên. Mai mốt tao có chết đi rồi, mày ở một mình mày sống làm sao? Mai mốt tao có chết đi rồi, mày ở một mình mày sống làm sao? Sư phụ có sao không sư phụ? Cái quần tôi bỏ đi.
ơi, ông chịu. Cái quần kìa, ông chịu. Rồi á, tới rồi đó con, dưới đó đó. Sao, sao bao la quá, con biết xuống chỗ nào? Nghe dặn nè, ngay chỗ này á, ngay chỗ này á là Việt Nam, nhảy qua bên đây là Lào, còn nhảy qua bên đó là Thái Lan, không biết nói tiếng là chết á. Còn nhảy mạnh quá đó ha, ra đó là Biển Đông đó, mày thành người cá luôn. Ghê quá sư phụ ơi. Thôi nhưng mà sư phụ ơi. Gì nữa? Con đi rồi, con nhớ sư phụ lắm á. Thôi với ông ngoại, mày mà nhớ ai? Thế sợ mày quá ha, diễn hoài. Thôi đi đi ai, mà... nhiều chuyện. Nhưng mà con đi bằng cái gì? À quên nữa, đi bằng cái dù nè mày. Sao kỳ vậy? Sao đi bằng cái dù? Cái dù phép á, sư tổ mày để lại cho tao á. Đi bằng cái dù này? Bài dữ lắm á. Đưa tiện mà cũng hà tiện nữa. Có vậy thôi hả? À, thôi đi đi. À... không biết đáp đúng chỗ không? Chơi đâu, trả nè. Gì vậy? Trời ơi, tưởng bắt thằng này vô đây là ngon lắm hả? Không có đâu, muốn ra giờ nào ra thôi, đợi đó. Nghe câu thần chú của tao mà học nghe. Dạ. Nhưng mà trước khi bắt tần số của tao là phải cười. Dạ cười sao sư phụ? Rồi vậy xong rồi, giờ đi hả sư phụ? Chưa, còn hai câu thần chú nữa. Chuẩn bị nghe. Cái tay để vậy nè. Dạ. Ba rô ba kê 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 ba
gì nữa. Hả? Mày ở tù? Dạ đúng rồi, tại con cứu người á. Tại đất ơi, cứu người sao ở tù? Tại con cứu nhầm ăn cướp. Dĩ chào thân nhầm tướng cướp rồi, ngu ơi là ngu. Thôi, tôi sẽ phụ cứu con ra ngoài đi, ở đây nóng quá. Bây giờ tao cứu mày ra ngoài vài bữa mày cũng vô đây thôi. Sao vô nữa? Chứ mày ăn mặc gì không giống người dưới trần, làm sao mày không vô đây được? Hèn chi. Mấy bữa con ra đường á, à, con nít nó bu, nó nói con bị bệnh. Bệnh gì?
Nó nói con bị bệnh lâu năm mà giấu á. Đúng rồi. Bệnh gì sư phụ? Bị khùng á. Thôi thôi sư phụ cứu ra khỏi đây, ở đây nóng quá. Cứu ra ngoài á, nhưng mà ăn mặc giống người Trần Gian nghe chưa? Dạ. Kiếm đồ giống người Trần Gian mà mặc nghe chưa? Dạ. Rồi. Xích đồ ông tao rồi tao cứu cho. Ngồi, giống hồi nhỏ đi. Giống hồi nhỏ là gì? Là ẩm đó. Trời ơi, cái thân xác mày già quá, sao mày bắt ẩm nát sao nổi. Thôi, không chịu đâu, ẩm đi, ẩm đi. Thôi ba nội, từ, trời ơi. Nó già rồi, mới nó bắt cỡ, tao sợ mày quá. Leo lên. Dạ. Hít đã quá. Cái thằng đó nặng quá, nặng. Biển. Chán lối quen xưa, đây vẫn cây cầu đá, kia mấy bụi tre già, sang ngang một con đò, bồng bềnh con nước đưa, sương trắng phù sa mờ, vài cánh én bơ vơ. Trên con đường thăm nhà, gặp cô gái đi qua, da trắng như màu áo, môi hé nụ hoa chạm, như quen mà xa lạ, bồi hồi chợt nhớ ra, cô bé ngày xưa đó. Chúng nó ở xóm nhà. Mày là giang hồ hả? Hả? Mày là giang hồ hả? Cái gì? Mày là giang hồ hả? Trời nó nhỏ nhỏ làm gì dữ vậy? Cái gì? Mày là giang hồ hả? Sao mày xăm? Cũng thường thôi. Mày coi nè mày. Đại bàng mẹ. Em dán. Cái này là em dán chứ không phải xăm. Cái này là mày xăm chứ mày dán cái gì? Không có, em dán thiệt mà. Để em chùi cho anh coi nha. Mày sao á mày? Em dán. Đại ca, sao? Nó lấy đồ của em đó. Vậy hả? Baro ba cơ ba chuột. Baro ba cơ ba cơ ba cơ ba. Baro ba cơ ba chuột. Baro ba cơ ba chuột. Trời ơi, rồi ruột tôi. Nào chơi gạt giò vậy? Cái gì vậy? Ủa, sư phụ? Hả? Gì ông ngoại? Trời ơi, chạy. Chạy gì? Trời ơi, cái thằng to con lắm, lại nó quýnh chết á. Lẹ đi sư phụ. Sư phụ mệt không? Mày mệt không? Mệt chứ. Mấy con trẻ mày mệt. Tao già tao không mệt hả mày? Ha. Ủa sao sư phụ đi đâu? Bà kỳ vậy? Đã vậy còn mày đặt thoa kem nữa. Trời ơi, tao đang ngủ. Tao mặc đồ ngủ. Hồi đó đắp dưa leo à. Bây giờ phải xức kem. Kem gì? Kem chấm nhục. Làm gì nhục? Không nhục hả? Dạ. Hồi trước xuống đây ở tù, bây giờ xuống đây bị ruột chạy. Tôi không biết cái chuyện gì mà nó rủ nó chạy luôn. Trời ơi, cũng tại sư phụ không á. Tại tao gì? Đó, sư phụ suối con á, xuống đây á, kiếm đồ thay. Con cầm kia á, đổi đồ với nó. Con đổi á, tự nhiên rượt con chạy à. Trời, mày sao đánh hoài vậy? Đổi đồ thì mày vô siêu thị mày mua. Dạ. Mày tấn lộn tao chi, tao không giết mày làm ai á. Thôi, mày ly mà còn ngu nữa. Tao phải kiếm người xuống đây thay thế tao canh chừng mày. Tao chịu mày hết nổi rồi, tao không ở không tiếp mày đâu. Kim nào hiền dễ thương á, đừng giống sư phụ. Không dám đâu con. Bye bye nha. Thằng này nói tiếng gì vậy trời? Không có bay mày. Mày bi. Làm gì đi lẹ vậy trời. Oh yeah. Hả? Có phải ông kêu đệ tử ông xuống không trời? Thì ổn. Kỳ quá. Sư phụ cử mày xuống hả? Ừ. Wow, mày đáp rất là ấn tượng. Ở trển không có thằng nào dài hơn mày hả?
trong nhóm trên đó tôi là dài nhất. Hèn chi, tao nhìn là tao nghi nghi rồi. Nghi gì? Mày bị bệnh. Bệnh gì? Bệnh lâu năm mày giấu. Là bệnh gì? Không biết nữa, là bà con với té giếng. Trời đất ơi, ăn mặc kiểu này là tôi nghi rồi. Thái độ đi ông ngoại. Hèn chi thấy cũng nghi nghi về tôi lắm á nha. Vậy hả? Thôi đi. Em mới xuống, đừng bỏ em. Lười ơi. Thôi lẹ lên ông ngoại. Ừ. Ở đây đồ nhiều quá Lười ơi. Ý. Cảm ơn. Cảm ơn. Ừ. Đúng là xuống dưới trần mặc đồ đẹp hơn ở trên trời đúng không? Ừ. Thấy sao? Dạ. Tôi sao? Ừ. Ừ. Đi. Ừ. Lẹ 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 đi. Ủa gì ạ? Ở trời mày làm gì á? Đầu bếp tên là Thỏ Lửa. Mày biết chạy không? À, nhìn tướng là biết rồi. Vậy là mày chết chắc rồi. Ủa sao kỳ vậy? Tao đếm từ 1 tới 3, thằng nào chạy chậm thằng đó chết. Ờ đếm đi. Chạy. Ê hai anh kia. Ê lửa anh ra lửa rồi. À cá rượt. Tại mày. Chờ em. Chờ em. Lười ơi đừng bỏ em. Lười ơi. Đếm đi. Không ngờ chân mình ngã xuống giá xuống lẹ. Lười ơi. Giỏi quá. Đỡ. Ờ rồi. Yeah. Ai quay về ta? Hả? À, đỏ hả? Dạy. Trời đất ơi, Mày. Trời đất ơi, bỏ đổ cha tụi bay. Ê, quay đi đâu tụi bay? Đứa thằng nào xuống đây giúp con vậy? Ây da, trời ơi. Này là, ê, đứng lại, mày làm gì vậy? Này là, ê, đứng lại. Úi. Lẹ lên. Ôi, gì vậy? Ơi, trời, thằng cu hồ. Gãy vàng người ta luôn. Ây da, mệt, bắt đầu mệt rồi Lười ơi. Chạy lẹ lên. Đừng bỏ em Lười ơi. Mệt rồi, Lười kêu chị ấy đừng giỡn nữa Lười ơi, mệt quá. Trời ơi. Em sợ đồ cao. Mẹ đâu rồi? Lười ơi. Cho em về đi, mệt quá Lười ơi. Trời ơi, chạy lẹ lên. Xuống đây không nấu ăn, bắt dài thấy mùi tội luôn. Trời, cái gì mà chạy tung lưng vậy? Ê, cái gì? Chạy mất lẽ đâu vậy? Chạy gì đúng nghe mày? Đúng cái gì? Quỷ lụng đâu là gì? Ờ, cái chỗ ta đang gây lộn hết rồi bây giờ. Trời đánh mình kìa. Thiếu nợ gì ta trả đi. Để được hoài mệt quá. Ê, Lười, Lười ơi. Lẹ lên. Lẹ lên. Rồi chạy. Trời, nhà to quá sao ở hết. Cái gì to? Trời ơi, căn này chỉ là thường thôi đó. Ba má em còn tới mấy căn lận. Nhà này hả? Về tập trung chơi cho vui thôi à. Mấy anh hay sao? Trời ơi, cái gì vậy? Bây giờ nuôi cá là xưa rồi. Nuôi người cá nó mới sốc. Một ngày 8 tiếng. Bữa nào có khách thì 16 tiếng. Một tháng thì 3.000 đô lận đó. Hả? 3.000
3.000 đô, coi vậy chứ mà xỉu hoài à. 3.000 đô nhiều không? Hơn cả năm lương tháng một người đó. Trời ơi, trời ơi. Ở nhà em còn cái hồ bơi nào khác không? Chi vậy? Mướn anh đi, anh bơi còn đẹp hơn người này nữa đó. Trời ơi, dạ. Mày bơi luôn con ếch thấy mồ à. Tự tin thấy ghê. Không có đâu, tướng tôi gì phải sang hơn con ếch chứ. Ủa, mà ba mẹ tụi em có hay về đây không? Ba mẹ em ở riêng mà ông ở đi suốt ngày. Gia đình nhỏ này cũng vậy nè, suốt ngày đi nước ngoài. Còn gia đình nhỏ này nè, ba mẹ nó ly dị rồi. Trời đâu ơi, có ai quan tâm đến sao nó cái đâu. Cái gì mày cũng nói hết vậy. Mẹ nó thì nhiều bận đi làm quá. Đẹp, còn ba nó hả bận đi nhảy đầm. Đây đây, còn tới bà này. Gì nữa? Quê dưới miền Tây đó. Thôi đi, bà đặt nói chứ người ta bỏ đi bụi. Giờ vô nhóm tụi này luôn. Ủa, tụi em dạo vậy tụi em còn chưa ăn cướp làm gì nữa? Trời ơi, tụi em chọc phá chơi cho vui chứ ăn cướp gì. Điện thoại này có bao nhiêu tiền đâu, không đủ tiền mua chai rượu nữa. Rượu bà trời nội. Trời ơi, giật đồ bà la giật cho vui. Trời ơi, đúng là mấy hôm này quê thiệt quê ơi. Chủ yếu là tụi em cá độ thôi, chứ điện thoại này có bao nhiêu tiền nhiều đâu. Thú chơi của tụi em là đua xe. Đua xe à. Nhưng mà cái trò đó rất là chán. Rồi. Trò mới của tụi em anh biết là gì không? Gì? Đó là giật điện thoại. Mà giật điện thoại á, người ta rượt mình chạy thoát. Đó mới là bản lĩnh, đúng không tụi bay? Đúng. Yeah. Tại vì bữa đó xui lắm cho nên mới bị bắt đó chứ. Rủi như bị bắt thiệt thì sao? Trời ơi, sợ gì, bắt rồi thì cũng thả ra thôi. Thả ra. Ra bà nội. Ông già của nhỏ này nè, là sếp lớn đó nha. Ồ, vậy hả? Đúng là tụi em là thành quỷ hết luôn à. Trời ơi, thì có ai quan tâm tụi em đâu nè. Buồn quá, không biết làm gì hết, phá chơi cho vui thôi. Tụi em nói vậy sao được? Chẳng lẽ không có ai quan tâm tụi em hơn hết à? Có, giống như hai tụi anh nè. Không có cha mẹ, vẫn là người tốt. Tốt quá ha. Tốt quá ha, thành ra ở trển mới xuống đây. Ủa mà sao ở trển xuống đây làm gì vậy? Làm gì? Nói đi. Tìm việc tốt để làm. Đúng rồi. À, tụi anh xuống đây á, hễ ai mà cần giúp đỡ gì á là tụi anh giúp hết. Háo sắc. Sơn sơn. Còn anh nữa. Sao? Anh phải thể hiện bản lĩnh đàn ông của anh chứ. Không có được. Trời ơi, cũng bị cái vụ này mà tôi bị đi xuống đây nè. Nghe nè, tụi anh không phải là hạng trai dễ dãi đâu mà tụi em muốn vụ ngày nào vụ nghe chưa? Đúng rồi. Trai gì? Lơi, đi dây. Giỡn mà. Thôi, người ta giỡn mà. Giỡn mà. Thôi mấy anh ở đây chơi đi, em chỉ việc tốt cho làm. Hả? Việc tốt hả? Thiệt không? Đừng giỡn nha. Nhưng mà hứa là đừng có giỡn đi giật đồ nha. Chân đồ ngắn chạy không lại đâu. Đi rồi. Không phải đâu anh. Chuyện đàng hoàng mà. Bây giờ mình sẽ chơi trò dạy bảo những người mê gái. Tới rồi. Vô đây mấy anh. Có cơm ăn rồi. Vô đây ngồi đi kìa. Ơi đói quá. Ghé tụi bay. Chỗ đây ngon lắm á nha. Quán cũng dễ thương quá nha. Vui không? Giờ ăn cơm nghe. Không vui. Sao vậy? Sao có vậy? Có được ngồi đâu vui. Ủa? Nãy giờ anh đứng hả? Tụi anh ngồi. Cái gì đâu cười. Bản thân tôi là vậy mà. Đứng cũng như ngồi thôi. Trời ơi. Anh Duyên tự ái. Duyên. Đi ra chỗ đâu ngồi. Sợ. Kia kìa. Không nói sao biết. Anh đi rồi. Kỳ cục quá. Là Dũng quá. Xích vô. Cơm. Chợ cơm ngon lắm á nha. Trời ơi. Ăn đi anh. Hả? Thật. Trời ơi, tôi muốn phạm giới quá. Tôi còn thèm ăn quá. Ăn đại đi. Nói vậy thôi chứ mình ăn chay mà. Được. Được cái gì? Được cơm không kìa, còn gà để người ta ăn. Cơm này có mỡ gà, mấy anh ăn được không? Ủa? Mấy anh ăn mặn không được hả? Không được. Trời đất ơi. Tiếc quá. Tiếc quá. Trời ơi. Tiếc. Quán cơm gà này nổi tiếng nhất Trần Gian. Mà tụi anh ăn không được hả? Tiếc quá. Thôi vậy tụi anh ngồi ngửi đi nha. Ngửi đi. Tụi em ăn nha. Ăn đi tụi bay. Tao xí cái này. Cái gì vậy? Cái gì vậy lụng? Cắn đi. Trời ơi. Làm hết rồi mà.
Trời ơi, quá trời điện thoại luôn. Ừ. Trời ơi. Ê mày ơi, mày cái này đẹp nè mày. Tao thích cái này hơn nè. Siêu thị điện thoại Xuân Hồng. Ừ. Ủa, mà tụi em dẫn tụi anh vô đây làm chi vậy? Thì dẫn mấy anh mua điện thoại. Ủa, mà xài điện thoại di động để làm gì? Trời ơi, sao anh quê quá vậy? Tụi anh muốn gặp em thì anh chỉ cần nhấc điện thoại lên gọi cho em thì em sẽ tới liền. Thế hả? Ừ, đúng rồi. Ở đây ai cũng xài hết á. Bán xôi, bán bánh, bán chè, em bé xíu cũng xài. Trời ơi, đã vậy ta. Hay quá ha. Hay hơn trên kia mình nhiều luôn á. Mỗi lần muốn kiếm ai hả, bay thấy mụ nội luôn. Trời ơi, vui. Vậy là mấy em mua cho anh một lố đi. Anh về trển rồi phát cho mọi người. Phát cho sư phụ một cái. Trời ơi, cho ông mừng chết luôn á. Trời má ơi, bén quá. Mày thấp xuống coi. Giết người không đừng cần đè đầu tôi. Tôn giáo. Nè, không được đâu. Sao vậy? Cũng tại cái vụ này mà tôi bị đi xuống đây nè. Vậy hả? Trời ơi, ở trển coi có cái bằng chân không mà bị xuống đây. Mà bây giờ thấy nguyên con chắc đi thẳng xuống phủ quá. Thôi đi, đừng coi ông nữa. Sao khờ quá. Sao? Trên trển là có lén. Ừ. Con này là người ta tự nguyện. Ủa vậy hả? Mình đã làm chuyện tốt. Đúng rồi hả? Ừ. Mình có. Ông không coi thì thôi, ông im miệng đi. Ông la lớn, nó khép đùi lại sao? Tôi thấy được. Thôi để tôi làm việc tốt với. Trời. Cái này làm sao? À, trời, đê tiện thiệt là đê tiện. Sao tự nhiên ông kêu ông Thiêu lôi xuống chi vậy? Đâu có đâu. Sao tự nhiên thấy xét đánh vô mặt tôi? Không phải, cái máy này nhấn nhấn sao nó nhá lên nè. Trời. Cái máy này người ta dặn là được cái chỉ vô mặt mình. Chỉ ra đâu? Chỉ ra ngoài. Chỉ ra ngoài dòng trong cái đó. Thấy có cái tâm. Đó. Rồi khi nào ngay trong cái tâm á, bấm nút cái bực là dính liền, hiểu chưa? Trời rồi. Sao mắt tôi kỳ quá? Ông coi mắt tôi bị gì không? Không, hai con còn nguyên à. Hả? Sao nó mờ quá vậy? Bây giờ mới thấy cái đuôi. Chào anh. Chào em. Thằng này nó đàn ông quá. Em hấp dẫn quá. Mình còn nhiều thời gian mà. Anh cởi đồ trước đi đã. Hả? Cái gì vậy em? Không có gì đâu anh. Trời chuyển mưa nên chớp đó mà. Không sao đâu. Mình tiếp tục nha em. Trần gian nhiều cám dỗ quá. Cái gì vậy? Vậy cô mới đã. Trời đất ơi, anh từ từ thôi, làm gì vậy? Trời ơi, làm thiệt kìa, trời đất ơi, cứu tôi với. Trời ơi, anh ơi, cứu em với, làm thiệt kìa. Cứu, tốn giận nha. Kìa, đĩa hoài. Trời ơi, cứu. Ngồi vậy. Trời mày làm gì vậy, hả? Tụi bay đâu ra vậy? Tụi ta ở trong này nè. Đúng rồi. Tao thấy rõ, mày làm gì mà đè con ta vậy? Tại lý do tại sao mày đè vợ tao? Tại vợ mày dụ tao lên đây. Dụ đâu mà dụ? Tao thấy mày chấn con ta rõ ràng. Mày còn chối nữa mắt hả? Bằng chứng đâu? Đây nè, bằng chứng đây nè. Nè, đó, thấy không? Đó, coi đi. Ủa gì kỳ vậy? Ủa sao cái gì giống trên này của vậy sao? Không vậy? Mày giận mặt với tao hả? Ủa, tao chụp quá trời mà. Nhưng mà tao cũng là bằng chứng. Tao cũng là bằng chứng nè. Tao thấy rõ ràng. Mày nằm dưới, vợ nó nằm trên. Sai rồi. Không, vợ nó nằm dưới, mày nằm trên. Mày tính sao đây? Mày làm trò hề với tao hả? Hả? Cái gì trò hề hả? Diễn hề gì? Đợi đã. Vô mấy em. Vô mấy em. Vô tụi bay. Ở đâu hả? Anh là Lục Tiện, Sở Khanh, Đê Tiện, Vô Liêm Sĩ, Vô Nhân Đạo. Đúng. Tại sao làm như vậy? Thôi, đưa mặt vô cho nó hung nữa hả? Anh làm vậy mà coi được hả? Có tao ở đây mà, không sao. Bây giờ sao? Bây giờ mình trả lời sao đây? Ừ, trả lời sao? Bây giờ mấy anh muốn cái gì? Mấy anh cứ nói đi. Mấy anh cần tiền chứ gì? Nè. Mày nói đến chữ tiền là mày xúc phạm đến danh dự của tụi tao rồi. Tao không cần tiền. Tao chỉ cần đến nhà mày để thông báo. Tao thông báo cho vợ mày, cho con mày, cho ba mày, cho má mày, cho ông nội mày, cho ông bà nội mày, cho ông ngoại mày, chưa còn nữa. Thôi. Bây giờ mấy anh muốn gì? Cứ nói. Ê, muốn gì mày? Em muốn gì kìa? Nói đi. Để đền danh dự cho tụi tôi. Bao nhiêu tiền móc ra hết. Nhanh. Ủa? Sao kỳ vậy? Cái này mình bằng chơi mà. Mình làm việc tốt mà. Ừ đúng rồi, làm việc tốt đâu tính tiền. Không có gì đâu anh. Anh yên tâm đi. Để tụi em lo. Tụi anh đi về đi. Được rồi.
Ồ, về đi ha. Ơi, đừng lấy tiền, ta tội nghiệp nha. Vậy là dễ. Cái này mình làm dẫn chơi mà. Vậy? Giờ sao? Bao nhiêu tiền mất rồi hết? Mày câu lại cái vậy? Trời ơi, đồ giả tụi bay. Đồ ơi, giả, mày dục mày nó đi. Đồ giả, mặc vậy xài đồ giả hả? Bỏ cái tật mê gái nha mày. Đi tụi bay với mày. Nào, chúng ta cùng nâng ly chúc mừng thành công. Trong đó có sự phối hợp của Hanh này. Bao giờ thấy bữa nào vui như bữa nay. Ủa, cái gì vậy? Trời ơi, trời xỉu ơi, luôn rồi. Trời ơi, quá à. Mắc cười quá à. Thôi đi đi. Thôi chơi đi. Chạy đi. Ngày kia em cho tiếng yêu đời em hết câu yêu ta yêu nhau.
nhau thật nhiều, cùng nhau ta say hạnh phúc lên chân trời yêu. Ước chi em sẽ là vui mãi trong đời anh em ơi. Có ai thay được người trong trái tim anh cho dù năm tháng. Ước chi em sẽ có em trong vòng tay mãi không xa rời. Tình anh trao em chẳng phải chi trên đầu môi. Ước chi em có em trong đời sánh đôi sẽ không thay đổi. Với em anh thật buồn mới biết anh yêu em nhiều em ơi. Trái tim anh thuộc về em rồi, anh yêu em nhất trên đời. Tình anh không phải bên em trọn đời mãi thôi. Ước chi em sẽ là của anh mãi trong đời anh em ơi. Có ai thay được người trong trái tim anh cho dù năm tháng. Ước chi em sẽ có em trong vòng tay mãi không xa rời. Tình anh trao em chẳng phải chi trên đầu môi. Ước chi em có em trong đời sánh đôi sẽ không thay đổi. Với em anh thật buồn mới biết anh yêu em nhiều em ơi. Trái tim anh thuộc về em rồi, anh yêu em nhất trên đời. Tình anh không phải bên em trọn đời mãi thôi. Đúng là hai cái thằng ngu bị tụi mình lợi dụng làm chuyện xấu mà không biết. Đi chết đi. Thôi tụi bay ơi, tao thấy hai thằng này cũng dễ thương, giữ lại làm trò hề cũng vui lắm đó. Đúng rồi đó. Ok, mình đi đi ha. Bye nha cưng. Bye bye. Ma đâu? Nam mô A Di Phật, Nam mô A Di Phật. Ma đâu? Ma đâu? Nè. Trời, xấu như quỷ ma gì? Quỷ, dạ, quỷ. Trời ơi, sư phụ nó mà nói xấu như quỷ, xấu như ma. Ủa, sư phụ. Ủa, hai thằng bay còn nhớ tới tao sao? Nhớ chứ, sư phụ có lòng con. Dạ đúng. Ha. Ủa, cái gì vậy? Tao nhớ đây là đâu hôm qua mình ngủ ở trong biệt thự mà. Ờ, tao đưa tụi bay ra đây. Trời đất ơi, chơi kỳ vậy? Lớn chơi kỳ vậy? Tự nhiên nó đang nằm nệm mắm chăn em, tự nhiên lôi ra đây nằm cỏ. Nệm mắm chăn em hả mày? Nệm mắm chăn em hả mày? Tao kêu tụi bay xuống đây làm điều tốt. Dạ đúng rồi. Mà tụi bay xuống đây ngủ trên nệm mắm chăn em hả? Đúng luôn. Tụi bay sướng hơn tao quá nè. Ủa vậy hả? Trời, giận mà tụi bay lộ nữa. Mày kêu ông xuống hả? Trời đất ơi, anh hỏi gì kỳ vậy? Tự nhiên tôi khùng sao tôi kêu ông xuống? Vậy chứ ai kêu xuống đây? Anh kêu chứ ai? Tao không có kêu. Vậy chứ ai kêu? Tao khùng sao tao kêu? Không kêu mà tao xuống được ha. Trời đất ơi, nó nhỏ cũng nghe. Thôi nó lớn luôn đi. Tao không xuống đây tụi bay hư hỏng hả? Ờ, nhưng mà tụi con vẫn làm chuyện tốt mà. Làm chuyện tốt mà. Tốt mà tụi bay ham mê tủ sắt hả? Ủa, mà tủ sắt là gì? Trời đất ơi, anh mở rộng cái đầu óc anh ra chút xíu được không? Đó, nó khôn nè. Tủ sắt là cái chỗ mà để đựng vàng bạc đá quý. Đá quý vàng bạc luôn, còn cắt nghĩa mày. Chứ sao? Tủ là rượu. Hôm qua mày uống. Đúng rồi. Sắt là gái. Hôm qua mày ôm. Anh cũng ôm vậy? ôm hả? Ha, tụi bay hư hỏng quá. Tụi bay biết tụi bay hư không? Gì vậy? Trời. Hai mẹ diễn. Buồn rồi nữa ha. Khỏi diễn con. Tao sẽ cho người xuống đây quản lý tụi bay. Chết cha, con cho người quản lý kìa. Con quản lý khó chịu lắm. Khó chịu gì, yên tâm. Hồi đó giờ anh con hết rồi, trên trời không có thằng nào bự thằng này hết trơn. Bự hả mày? Mày bự hả mày? Nó nhỏ gì cũng nghe nữa hả? Cũng nghe nữa. Tao kêu thằng kia xuống gấp 3 lần mày luôn. Gấp 3 lần. Chết sao? Chết cha rồi. Chờ đi các con. Khẩu Phật niệm chân ông, phép màu lại hổ biến. Ủa sao bay đâu không bay, đi bộ vậy trời? Tao đâu có ngu, tao nói trên đầu dây điện không à. Tao bay dưới mỏ tao hả? Vậy cũng bảo vệ cái mỏ dễ sợ. Tao ra đây trống tao biến mới được mày. Biến. Trời ơi ghê quá. Trời ơi, nó mới hạ phàm nó đẻ trứng luôn kìa. Trả lại cho cưng nè. Làm gì vậy?
Nó nhảy dây hả? Đi gì cho chắc ăn. À, nó leo ra. Đúng là cú đáp ấn tượng. Ỉ. Ở trên xuống đáp vậy không? Ừ. Ê, Ỉ. Đó, cái bộ dạng với cách ăn mặc của thằng này á, ừ, tao cũng nghi nghi lắm nha. Nghi gì? Bị bệnh lâu năm mà giấu. Hèn chỉ thấy quen quen. Úi chà. À dạ. Nói xấu người khác đó cũng là một tật xấu nữa nghe chưa? Dạ. Hai người có phải là thần lười và thần thổi lửa hay không? Dạ, dạ đúng rồi. Nếu đúng thì lập tức nằm xuống mà nghe ta đọc chiếu chỉ. Nằm xuống đi. Ta thừa lĩnh của Đức Ngài Tiên Ông Lục Bình. Dạ. Hôm nay ta giáng trần nhận lấy một trọng trách thật rầm rộ, thật đồ sộ, thật to, thật bự. Đó chính là giúp các ngươi mau sớm trở thành người tốt để nhanh chóng bay về thiên đình đoàn tụ ông bà. Cái gì ông bà? À không, đoàn tụ với gia đình. Trời ơi. Thị chưa? Khâm chỉ. Ông này bị bệnh là cái chắc. Vậy mà sư phụ nói ổng hơn tôi. Vậy là ổng khùng hơn tôi gấp 3 lần. Đúng rồi. Nói xấu người khác như vậy là mất điểm. Thôi được rồi, mời hai cưng hãy đứng lên. Xong việc rồi. Bắt tay dạ, cái coi. Cảm ơn ông Tiên. Ôm cái coi. Dạ chẳng hay Tiên ở trển làm gì vậy Tiên? Làm gì? Ta làm một nhiệm vụ thật to, thật khó. Dạ. Và rất dũng cảm. Không vậy ai sao? Có thể nào thay thế ta được. Vậy là Đại Tiên. Dạ con chào Đại Tiên. Chào Đại Tiên. Dạ, ta không phải Đại Tiên. Dạ chứ gì? Chứ gì? Mà là vú em. Hả? Hả? Trời ơi, vú em. Công nhận xuống đây vui thiệt. Xuống trận sướng thiệt. Muốn mặc gì mặc ha. Đúng. Thấy vú mặc đồ đẹp không? Đẹp, đẹp hơn bộ đồ hôm qua. À da. Ủa, cái gì vậy? Chuyện gì? Là gì? Vui chạy nhanh, vui chạy nhanh hơn tôi không? Không, cái chân ngắn ngủn à. Vậy là vui chết chắc. Là sao? Có con cọp ở đằng sau lưng. Người nào chạy chậm thì người đó chết. Đúng rồi. Má trời sập bỏ vui vậy. Nè, hai người đi hướng này, cô đi hướng này. Ôi đúng là Trần Giang. Nhiều bể khổ. Dọn đi vú. Trời, nghe nói Trần Giang vui lắm mà. Trời, cái này giống dự thi chạy marathon quá. Nữa ơi, chờ vú dưới. Đứng lại. Phiêu du nơi đây chốn trần gian, tình cờ gặp em một người đẹp tựa muôn cánh hồng, làm cho con tim ta hôm nay ngất ngây tình đắm say. Trời cao đã ban cho ta duyên kiếm gần nhau, thì nguyện xin mãi gửi cho người tình yêu đắm đuối, ấp ôm bao mộng say, ấm êm trong vòng tay, gần bên nhau nguyện suốt đời không xa. Gió mây cùng hòa quyện vào lời hát thần tiên, gửi trao người ngàn điều tuyệt vời yêu suốt đời, cùng theo mấy ngàn bay về nơi xa bình yên với nhau, ấm ôm ngàn kỷ niệm ngọt ngào với thời gian. Chốn thiên đường chỉ còn lại tình yêu chúng mình, cầu xin cho trời cao cho đời ta sẽ luôn có nhau.
Một mình ta phiêu du nơi đây chốn trần gian, tình cờ gặp em một người đẹp tựa muôn cánh hồng, làm cho con tim ta hôm nay ngất ngây tình đắm say. Trời cao đã ban cho ta duyên kiếm gần nhau, thì nguyện xin mãi gửi cho người tình yêu đắm đuối, ấp ôm bao mộng say, ấm êm trong vòng tay, gần bên nhau nguyện suốt đời không xa. Gió mây cùng hòa quyện vào lời hát thần tiên, gửi trao người ngàn điều tuyệt vời yêu suốt đời, cùng theo mấy ngàn bay về nơi xa bình yên với nhau, ấm ôm ngàn kỷ niệm ngọt ngào với thời gian, chốn thiên đường chỉ còn lại tình yêu chúng mình, cầu xin cho trời cao trọn đời ta sẽ luôn có nhau. Gió mây cùng hòa quyện vào lời hát thần tiên, gửi trao người ngàn điều tuyệt vời yêu suốt đời, cùng theo mấy ngàn bay về nơi xa bình yên với nhau, ấm ôm ngàn kỷ niệm ngọt ngào với thời gian, chốn thiên đường chỉ còn lại tình yêu chúng mình, cầu xin cho trời cao trọn đời ta sẽ luôn có nhau.